Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm câu hỏi mở đầu trong 177 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6 Bộ Chân Trời Sáng Tạo. Câu hỏi mở đầu có yêu cầu như sau. Hàng ngày, em thường thực hiện rất nhiều các hoạt động như kéo đẩy đồ vật, đi bộ, đi xe đạp. Tất cả các hoạt động này đều cần có năng lượng. Mặt khác, khi thực hiện các hoạt động đó, em đã tác dụng lực lên các vật. Vậy giữa năng lượng và lực tác dụng lên các vật có liên hệ với nhau như thế nào? Khi mà chúng ta thực hiện các hoạt động ấy, thì các hoạt động này đều cần phải có năng lượng thì mới thực hiện được. Vậy thì giữa năng lượng và lực tác dụng lên các vật có liên hệ với nhau như thế nào? Thì năng lượng chính là đặc trưng cho khả năng về tác dụng lực. Câu hỏi mở đầu này chúng ta sẽ trả lời như sau. Năng lượng chính là đặc trưng cho khả năng tác dụng lực. Bất kể cần thực hiện một hoạt động nào thì chúng ta đều cần phải có năng lượng, đều cần phải tác dụng lực. Vậy là cô và các em đã hoàn thành câu hỏi mở đầu trang 177 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6 Bộ Chân Trời Sáng Tạo. Các em hãy truy cập trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.